giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lệ Quyên chính thức xác nhận yêu Lâm Bảo Châu, loạt Sao Việt gửi lời chúc mừng. Vào tối ngày 22 tháng 1, Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu sải bước trên thảm đỏ một lễ trao giải tại thành phố Hồ Chí Minh. Không lâu sau đó, cô chia sẻ khoảnh khắc chung đôi lên mạng xã hội, chính thức thừa nhận quan hệ tình ái với nam người mẫu trẻ tuổi. Lệ Quyên tay trong tay Bảo Châu chính thức xác nhận hẹn hò. Cô viết chúng tôi lựa chọn kèm biểu tượng trái tim, tượng trưng cho tình yêu. Dưới phần bình luận, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ vui vẻ đón nhận sự yêu thương từ mọi người. Lệ Quyên chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc. Quang Hà, hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, trân trọng bạn nhé. Chúc mừng chị đến thời điểm công khai rồi đây. Thanh Thảo, đẹp đôi phết nhỉ, chúc mừng em. Thụy Vân, đẹp lắm chị à. Sau thời gian dài vướng tình đồn, giờ là lúc Lệ Quyên đã chính thức xác nhận. Lệ Quyên vướng tình đồn hẹn hò với Lâm Bảo Châu đã vài tháng. Cặp chị em liên tục bị soi những chi tiết trùng hợp lên mạng xã hội. Gần đây còn sử dụng biểu tượng ngầm tương tác, phát đi tín hiệu tình yêu. Mặc sự đồn đoán của dư luận suốt thời gian đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không xác nhận hay phủ nhận. Tuy vậy, mối quan hệ giữa hai ngôi sao dường như rất rõ ràng trong lòng người hâm mộ. Gần đây nhất, cả hai đã công khai hình ảnh tình tứ đón giao thừa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.